Kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 9 tháng 3 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người. Trong đó đường bộ xảy ra 23 vụ, làm chết 12 người, bị thương 17 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý 3.032 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Du lịch Hội An thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết đã đình chỉ công tác 1 tháng tài xế Phan Nguyễn Duy Lâm và đình chỉ 3 tháng đối với ông Lê Xuân Tường, nhân viên phục vụ xe buýt vì đã từ chối chở người khuyết tật. Trước đó, ngày 8 tháng 2, xe buýt tuyến Hội An-Đà Nẵng do tài xế Lâm cầm lái dừng tại trạm đón khách trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng. Một cô gái đẩy xe lăn chở một người đàn ông khuyết tật lên nhưng bị từ chối với lý do không còn chỗ. Tuy nhiên sau đó xe buýt này lại nhận chở thêm nhiều hàng hóa cồng kềnh. Tối ngày 8 tháng 3 trên đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chiếc ô tô Vios đã mất lái và đâm trúng một xe máy chạy cùng chiều, khiến một người chết và hai người bị thương. Sau khi gây tai nạn, ô tô tiếp tục bỏ chạy và va chạm nhẹ với xe 7 chỗ đang đậu sát lề đường. Người dân đã truy đuổi gần 3 km mới chặn bắt được ô tô. Ba nạn nhân trên xe máy đều trong một gia đình. Thời điểm gặp nạn là ông bà đang chở cháu đi dạo phố. Thành phố Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho thành phố nghiên cứu lại dự án hầm chui sông Hàn để bổ sung vào quy hoạch của thành phố, chứ không có chuyện dừng dự án này như một số trang Facebook đã đưa. Tuy Thủ tướng không giao thời gian cụ thể, nhưng theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, việc bổ sung quy hoạch cũng cần thời gian, chứ không thể nhanh chóng. Chủ trương làm hầm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang nhận ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia cho rằng thành phố chưa cần thiết làm hầm vượt sông vì phải chi ra số tiền lớn, chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm rất lớn. Thay vào đó nên làm cầu thay vì làm hầm với chi phí khoảng 2.000 tỷ đồng hoặc nâng cấp cầu quay hiện tại chỉ tốn khoảng 1.500 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế đặc thù để đẩy nhanh quá trình đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng chỉ thành lập một hội đồng thẩm định nhà nước, thẩm định cả nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi tất cả các dự án, rút ngắn thời gian thẩm định mỗi dự án. Vì theo bộ này, nếu thực hiện theo quy định hiện hành, thì từ thời điểm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đến thời điểm trình Quốc hội mất khoảng 9 tháng. Từ thời điểm Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đến thời điểm có thể khởi công công trình tối thiểu là 35 tháng. Nếu không có một số cơ chế đặc thù cho dự án, chỉ có thể trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2017 và khởi công dự án sớm nhất là vào năm 2020. Thưa quý vị, bản tin giao thông an toàn của chúng tôi đã nhiều lần đưa tin về các vụ việc tài xế xe tải không chẳng buộc hàng hóa cẩn thận nên đã dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh lại xảy ra một vụ việc tương tự như vậy, khi mà một chiếc xe container đang đổ dốc cầu thì thắng gấp, khiến cho 4 cuộn thép trên xe dồn về phía trước và đè bẹp đầu xe. Tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 3 tại đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe container mang biển kiểm soát 51C29030 kéo theo rơ móc cùng 4 cuộn thép phía sau. Khi xe đang đổ dốc cầu xóm Củi tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì tài xế đột ngột thắng gấp khiến cho 4 cuộn thép dồn về phía trước và đè bẹp đầu xe. Rất may tài xế kịp bung cửa thoát ra ngoài nên an toàn. Vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook đã xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nhóm người Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe lao lên vỉa hè để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ đang đi bộ. Sau khi xem những hình ảnh này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các xe ô tô vi phạm trong clip. Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe lao lên phía trên vỉa hè vào ngày 5 tháng 3 tại đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhóm phụ huynh người Hàn Quốc cùng nhau cầm biển đứng chặn dòng xe máy, ô tô ngang nhiên lao lên vỉa hè. Rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc khi thấy những hình ảnh các phương tiện vi phạm như vậy. Qua xác minh đoạn clip,
đội tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xác định được hai trường hợp xe ô tô mang rõ biển kiểm soát đi trên vỉa hè là ô tô mang biển kiểm soát 30A60241 và 30A62934 và đã mời hai lái xe lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở của cơ quan công an, hai tài xế đã công nhận hành vi vi phạm của mình. Đội tuyên truyền đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế và xử phạt với mức phạt là 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn là 2 tháng. Sau cuộc đối thoại với các doanh nghiệp vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch luồng tuyến giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bộ này kiến nghị tái cơ cấu lại hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, đảm bảo cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí hợp lý các tuyến thuộc diện điều chuyển về bến Nước Ngầm hay bến xe Giáp Bát hoặc tái cơ cấu lại giữa bến xe Giáp Bát với bến xe Nước Ngầm để đảm bảo cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch đối với các tuyến từ các địa phương Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình. Ngoài ra, Hà Nội cần làm rõ tính pháp lý đối với bến xe Nước Ngầm và được quy hoạch thực hiện dài hạn hay ngắn hạn. Thông báo rõ đến các đơn vị vận tải đang hoạt động tại bến xe Gia Lâm, được hoạt động đến khi xây dựng xong bến xe Cổ Bi. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị tăng cường xe buýt kết nối giữa các bến xe, kiểm soát chặt xe dù bến cóc, tất cả nhằm đảm bảo công bằng, phù hợp với mặt bằng giá chung trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera tại một số tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và tại các giao lộ tập trung đông phương tiện. Theo đó, hệ thống camera sẽ truyền dữ liệu hình ảnh tại khu vực giao lộ, các tuyến đường phức tạp thường xảy ra tai nạn giao thông về các đơn vị. Cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin cho cảnh sát giao thông kịp thời, xác định được lượng phương tiện ở các tuyến đường. Từ đó, chỉ huy đơn vị sẽ điều phối và bố trí lực lượng thích hợp. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tác nghiệp của cảnh sát giao thông chỉ giải quyết sự hỗn loạn giao thông tại giao lộ. Về lâu dài, các giải pháp công trình, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác giao thông sẽ mang tính quyết định và đảm bảo hiệu quả. Đây là một đề án riêng trong phối hợp các giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Sau hơn 7 tháng thi công, vào sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức thông xe cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 7 năm 2016. Cầu vượt có kết cấu bằng thép, gồm 5 nhịp dầm, chiều dài cầu hơn 210m, chiều rộng là 12m và nhiều hạng mục khác như chiếu sáng, xén vỉa hè, giải phân cách giữa, mở rộng lòng đường, tổ chức giao thông. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 160 tỷ đồng. Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy là một trong 8 công trình giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương triển khai thực hiện, áp dụng hình thức giao thầu. Việc đưa cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thưa quý vị, như những bản tin giao thông an toàn trước đó đã thông tin, Hà Nội hiện nay đang tràn ngập những chiếc xe limousine trá hình, vận chuyển hành khách không khác gì xe tuyến cố định. Và hiện tượng này càng xuất hiện nhiều sau khi việc điều chuyển phương tiện từ bến xe Mỹ Đình tới bến xe khách Nước Ngầm.
Vậy tại sao những chiếc xe limousine này, trá hình này lại đi lại khắp các ngõ ngách nhưng không bị xử lý theo quy định hiện hành? Và chủ của những chiếc xe này đang lách luật như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Hai chiếc xe limousine này cứ khoảng 6 giờ sáng lại có mặt tại Hà Nội với lộ trình lưu thông từ Thành Hóa ra. Phù hiệu là xe hợp đồng do công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vân Anh có trụ sở tại Thành Hóa quản lý. Hai xe có thủ tục pháp lý khá đầy đủ, danh sách hợp đồng vận chuyển khách hàng đều có, lộ trình lưu thông có điểm đầu và điểm cuối, rõ ràng là không sai quy định. Tuy nhiên, khi kiểm tra lộ trình điểm đón, trả khách thì lại không đúng quy định. Đáng nói, lỗi vi phạm này thì mức phạt lại không đủ sức răn đe. Nói phạt tiền nhiều hay ít thì cũng rất là khó. Bởi vì cái phạt mức phạt 1,5 triệu và tước giấy phép lái xe 2 tháng là cũng là tương đối là nặng rồi. Nhưng mà đôi khi đối với các doanh nghiệp vì cái lợi nhuận mà người ta cũng đã bất chấp. Cái này cần phải một cái sự điều chỉnh từ trên một cách cái quản lý chung chứ không thể là cứ phạt thì người ta sợ thì chắc là không. Các lái xe chạy tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Hà Nội đi Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình cho biết trong hơn một năm trở lại đây, loại hình xe limousine phát triển khá nhanh, mỗi tuyến có từ 200 tới 300 lượt hoạt động mỗi ngày. Hầu hết đều các phù hiệu là xe hợp đồng, nhưng trên thực tế là đưa đón khách tại nhà và không có lộ trình rõ ràng. Tại tỉnh Nam Định thì có xuất hiện một dàn xe chất lượng cao limousine mà họ chạy dưới hình thức là trá hình, là đón khách đi cố định nhưng mà lại bằng phương pháp bằng hợp đồng đi du lịch. Nhưng hiện nay cái tình hình như vậy là rất ảnh hưởng đến đơn vị chúng tôi. Thực tế đáng báo động trên khiến xe khách tuyến cố định gần như bị mất thị phần, khiến một số nhà xe phải bỏ chạy tuyến cố định, bỏ bến ra chạy dù, thậm chí là cũng đầu tư xe limousine xin phù hiệu hợp đồng để hoạt động trá hình. Bên tuyến limousine ấy là họ chạy là chạy trá hình nhưng mà chạy tít vào tận trong những cái điểm trong phố, chẳng hạn như Hà Nội có những điểm mà chạy đến tận những bệnh viện Việt Đức, thì nếu mà như vậy thì ảnh hưởng đến chất lượng bên dàn xe của tôi rất nhiều, chẳng hạn như doanh thu có thể bị sụt giảm. Từ ngày xe limousine chạy thì cả lượng khách của các xe tuyến huyện là giảm hẳn đi so với trước, và họ đi xe limousine cũng tương đối là nhiều nên là ảnh hưởng rất nhiều đến xe tuyến huyện. Theo phân tích của một số bến xe khách trên địa bàn Hà Nội, những năm gần đây, lượng hành khách vào bến đón xe giảm hẳn. Điều này là trái với quy luật phát triển của vận tải hành khách tuyến cố định, vì xã hội càng phát triển thì nhu cầu đi lại phải gia tăng. Cái loại hình dịch vụ xe hợp đồng này đã về xe rồi về giá cũng rất cạnh tranh và đã thu hút một lượng khách rất lớn không đến bến xe. Và điều này thì là các đơn vị vận tải hoạt động theo quy định là sẽ bị rất nhiều. Rõ ràng nhận thấy là như tuyến Thái Bình hay là tuyến Thanh Hóa là cái lượng khách là đã giảm sút rất nhiều trong thời gian vừa qua. Limousine mang phù hiệu xe hợp đồng đang hoạt động nhộn nhịp khắp mọi ngõ ngách Hà Nội. Rõ ràng là việc xử lý vi phạm không phải dễ khi họ luôn có sẵn phương án để lách luật, đối phó, thậm chí là dễ dàng qua mặt lực lượng xử phạt. Xe limousine sở dĩ có đất sống, thậm chí là sống tốt, sống khỏe, rõ ràng nó đã được hành khách chấp nhận bởi chất lượng dịch vụ cao, xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, nếu xét về mặt công tác quản lý thì loại hình vận tải này đang bộc lộ những lỗ hổng. Vì sao các xe thường xuyên chạy sai lộ trình dù có thiết bị giám sát hành trình nhưng lại không bị xử lý, trách nhiệm thuộc về ai? Trong những bản tin giao thông an toàn tiếp theo, VTC14 sẽ tiếp tục có những thông tin về câu chuyện này. Thưa quý vị, bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay mùng 9 tháng 3 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.